Đây nha các bác nhá. Em cái loại 5 củ 1 cân này các bác này. Đấy. 5 củ đến 6 củ 1 cân nhá. Đấy. Khá là to luôn. Củ to lắm các bác ạ. Đấy. Các bác, củ giả đanh luôn. Đây là tam thất hoang nha các bác nhá. À tam thất bắc nhá. Cái này là tam thất bắc. Đấy. Cái này các bác mua thì em sẽ rửa xong thì em mới gửi được nha các bác nhá. Đấy. Rửa để cho nó sạch sẽ không là đấy, 5 củ 1 cân 30 à, không 30 này. Đấy. Khá là ngon. Mà lại giá hợp lý nha các bác nhá. Đẹp. Các bác nha. Đấy các bác ơi. Các bác nhìn thấy nó đã chưa? Đấy, sơn thủy tiên họng đen nhà em ấy. 6 bậc nhá. 6 bậc nguyên khối. Gỗ nguyên khối luôn. Đấy em đặt vào cái trên tường này thôi. Các bác ạ. Cái này nó ăn nắng càng nhiều càng tốt nha các bác nhá. Đây, em có cái giỏ phi điệp vàng 4 thân hoa. 4 thân hoa dài hơn 1 mét. Bác nào lấy cái giò này thì em đã bán cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha. Cho giò số 48 nha. À số 4, số 0 đi nha. Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan nha. Hôm nay em lên cho các bác những giò lan đẹp để cho các bác chơi nha các bác nhé. À, các bác nhìn cái giò lan này. Nó dài cả sải luôn nha các bác nhá. Đây, như này nó còn chưa hết này các bác ạ. Đẹp. Cái này nụ nó toàn 4 đến 5 nụ rồi các bác ạ. Nó sai đấy, cái giống này nó sai kinh. Đây. Phi điệp vàng này các bác này. Nhìn đã chưa? Đây các bác. Đã luôn nha. Còn chưa hết nha các bác nhá. Một sải nó chưa hết này. Phi điệp vàng nhà em nó thế nha các bác nha. Đây. Phi điệp vàng này. Đấy. Cái chậu ở dưới này thì nó to lắm các bác ạ. Nên là bê nó nặng. Quan trọng là các bác thích thôi nha các bác nha. Đây. Em bán cho các bác một cái giò giá hương nuôi chồn nha. Giá hương nuôi chồn nha, hàng thuần lâu năm rồi nha các bác nha. Đấy, dân nó thuần nha. Một cái giò to như thế này được 7 cây nha các bác nha, 7 cây nha. Một giò chồn như thế này bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 300.000 nha, 300.000 nha, cây khá là to luôn. Các bác nha. Một chậu như thế này, 300.000. Cho giò số 1 nha các bác nha. Hoa tiểu quế nhà em thì nó khá là thơm nha các bác nhà, mà nó bền hoa. Đây như này thôi. Hoa nó thơm như mùi quế luôn. Mà nó mùi nó không nặng mùi đâu các bác ạ. Đấy, một cái giò như thế này. Bác nào lấy cái giò này tiểu quế nha, em bán cho các bác với giá là 300.000 nha. Nụ nó vẫn còn rất là nhiều ở trong này nha các bác nha. Hoa nó bé như hoa, nó thơm, siêu thơm luôn. Loại thế cơ. Cho giò số 2 nhá, 300.000. Đây, các bác này. Em có một cái giò nhạn, hoàng nhạn tháng 4 nha các bác nhá. Như bây giờ nó là đang là tháng 7 rồi. Đấy. Nó hoàng nhạn ra hoa ra muộn nhá các bác nhá. Đây có hai cây, một cây nụ và một cây đang hoa như thế này. Đấy, cây này thì khá là to. Đấy. Cái này là hàng hoàng nhạn Gia Lai nha các bác nhá. Nguyên bản luôn đấy. Bác nào lấy cái giò này em bán cho các bác với giá là 500.000 nha, 500.000 nha. Cho giò số ba. Đây là các bác này.
Em có một cái giò 6 mắt nha. 6 mắt nha các bác nha, 6 mắt nha. Đây, nó sắp tàn rồi mà nó vẫn còn để ra 6 mắt thôi. Đấy. Phi điệp nha các bác nha. 1 thân này, 2 thân này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 thân. 6 thân hoa như thế này nhá. Bác nào lấy em để cho các bác với giá là 400 nghìn nha. 400 nghìn nha. 6 thân mầm gốc nha các bác nha. Hoa nó thì chắc là sắp tàn rồi nên là nó không được nét nữa đâu. Em vừa được mua được về thôi. 400 nghìn nha. 6 mắt nha. Cho giò số 4. Đây số 5 là một cái giò cáo. Một cây cáo đây nha các bác nha. Một cây cáo đây. Đấy, cây lá khá là to luôn. Và có 3 cây cẩm báo nha các bác nhá. 3 cây cẩm báo như thế này nha. Đấy. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 500 nghìn nha. 500 nghìn nha. Nhà đang quay nha. Nhà đang quay. Cho giò số 5. Đây các bác này, em mời các bác ngắm cái cây. Cái này là cút son nha, hàng Thái nha các bác nha. Họ bảo là một năm nó ra được 2 lần hoa đấy, nhưng không biết là nó có ra được không. Nên là em cứ bán cái cút son này, hoa thì siêu đỏ luôn nha. 2 cây hàng Thái như này nha các bác nha. Lá thì to đấy. Lá thì to, cái này thì em mới cho vào chậu thôi. Đấy. Một giò cút son lên như thế này nha các bác nha. Em bán giò này cho các bác này với giá là 500 nghìn nha. Hàng mới nha. Thị trường chưa có nhiều đâu các bác. Cho giò số 6 nha. Số 7 này các bác này. Một cây chồn này, 2 cây chồn này, 3 cây này, 4 cây này. Đấy, 4 cây chồn như này nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này, cái lá nó thì siêu ngắn luôn các bác này, lá thì siêu ngắn luôn. Cây nào lá nó cũng ngắn nha. Mà thuần lâu năm rồi ấy các bác ạ, phải 3 năm rồi thì nó mới được như này đấy. Bác nào lấy cái giò chồn như thế này, em bán cho các bác với giá là 180 nghìn nha, 180 nghìn nha. Cho giò số 7 nha. Đây số 8 này các bác này. Số 8 nhá. Một cái giò, cái này là kiều dẹt nha các bác nhá. Kiều dẹt nguyên bản từ rừng luôn. Đấy. 3 4 giờ mầm gốc này các bác này. Đấy, mầm gốc nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 250 nghìn nha. Cho giò số 8. Số 9 này các bác này. Đấy các bác nha. Một cái giò như thế này đã được 1 mầm gốc, 2 mầm gốc, 3 mầm gốc, 4 mầm gốc, 5 mầm gốc luôn. 5 mầm gốc luôn nha các bác nha. Đấy, một giò như thế này. Bác nào lấy cái giò này thì em cũng để cho các bác với giá là 250 nghìn nha. 250 nghìn kiều dẹt thì nó sẽ cao tiền nha các bác nha. Vì là giống nó đã 600 đến 700 nghìn một cân rồi. Nên là không có rẻ đâu các bác ạ. Cho giò số 9. Số 10 này, cái này là hoàng thảo tam bảo sắc này các bác này. Siêu hoa nha, vẫn còn khá là nhiều nụ luôn. Một giò như thế này, mới nở thôi các bác ạ. Một giò như thế này, nụ đây nha. Đấy. Khá là nhiều. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 200 nghìn nha. 200 nghìn nha. 200 nghìn nha các bác nha. Một giò hoàng thảo tam bảo sắc như thế này, 200 nghìn. Cho giò số 10.
một cái nụ, hai cái nụ, ba cái nụ, bốn cái nụ, năm cái nụ, sáu cái nụ, bảy cái nụ, tám cái nụ, chín cái nụ, mười cái nụ, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn. 14 cái nụ nha các bác nha, 14 cái nụ như thế này. Một giò quế trắng tháng 8 nha, một giò quế trắng hàng một dè nha. Nó sẽ nở đều cùng nhau luôn. Một giò to như thế này. Bác nào lấy nha, cái giò to như này em để cho các bác với giá là 1.400.000 nha. Quế trắng tháng 8 nha, này cái này nó cao phải hơn 1 mét rồi các bác. Như này. Cho giò số 11. Đây, một cái giò phi điệp vàng như thế này. Các bác nhá, một giò phi điệp vàng như thế này. Một thân hoa, hai thân hoa, ba thân hoa, bốn thân hoa, năm, sáu, bảy, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 thân hoa nha các bác nha. 15 thân hoa như thế này nha. Một giò to như thế này. Đó. Thân nào dài nhất của nó là được khoảng độ gần 1 mét nha. Các bác nha. Đây, 1 này. 2 này. 3 này. 4. 8, 90 cm nha. 90 cm luôn. Các bác nha. Một dè to như thế này. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 450.000 nha, 450.000 nha. Cho giò số 12. Số 13 này, một cái cây chồn như thế này, to như thế này. Đấy, lá nó bắt đầu mở nha các bác nha, lá nó bắt đầu mở. Một giò chồn như thế này, 5 cây. Các bác nha, 5 cây. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 250.000 nha, 250.000 nha. Một giò chồn toàn cây to như thế này. Các bác về các bác có điều kiện các bác mua một cái chậu gỗ 30 các bác thả vào nha các bác nha. Cây khá là to luôn. 250.000 nha. Cho giò số 13. Đây, bác nào ưng cái giò này không? Lá này. Đấy, cái giò này thì lá nó phải được tầm hơn 5 cm. Tầm 5 cm rưỡi các bác ạ. Đấy. Một mẹ ba thằng con nha các bác nhá. Một mẹ à, hai mẹ một thằng con. Hai mẹ một thằng con nha các bác nhá. Hàng một dè đấy ạ, em mới phá cái giò to ra đấy. Bác nào ưng cái giò này thì em để cho các bác với giá là 1.800.000 nha, 1.800.000 nha. Lá 5 cm rưỡi nha. Cho giò số 14. Đây này, bác nào thích hàng rẻ ra. Em bán hàng rẻ cho một cục nguyên bản như thế này. Nha. Các bác về chỉ sẵn chơi thôi. Được 3 cây nhá. À, 3 cây này nè, 3 cây này nè và một cây này nữa là 4. Nguyên bản từ rừng nhá. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 100.000 nha, 100.000 nha. Đấy, bác nào thích hàng bé thì em có hàng bé nha. Cho giò số 15. Số 16 này, một cây chồn như thế này. Đấy. Họ trồng vào giờ bảng dớn như thế này. Em đã đặt vào chậu như này các bác nhá. Bác nào lấy cái cây này thì em cũng để cho các bác với giá là 120.000.
120.000 nhá, một cái giò như này 120.000. Cho giò số 16. Số 17 này các bác này. Một cái cục. Đây. Hạc vĩ đây các bác này, hạc vĩ nhá. Đây nhá, có 2 dề 3 thân này và 4 thân này. Khá là đẹp nha các bác nhá, khá là đẹp luôn. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 180.000 nhá, 180.000 nhá. 2 dề hạc vĩ nhá và một cái cây này là cây ý ngọc nhá. Các bác nhá. 180.000 nhá. Cho giò số 17. Số 18 này các bác này, một cái cây cáo như thế này. Đấy, một cây cáo nguyên bản từ rừng nhá các bác nhá. Nguyên bản đấy ạ. Bác nào lấy cái cây cáo này em để cho các bác với giá là 220.000. 220.000 nha các bác nha. Như thế này các bác về chỉ cho phân lên chốc là ok. Đấy. 220.000 nha. Cho giò số 19. Số 20 này các bác này, một cái giò dáng hương tam bảo, à cái này là phi điệp vàng nha các bác nha, phi điệp vàng nha. Một thân này, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân. Đây, sáu thân, bảy thân các bác nha. Một giò như thế này, bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 200.000 nha, 200.000 nha. Phi điệp vàng 200.000 nha. Cho giò số 20. Đây, số 21 này các bác này. Một cái dề dáng hương tam bảo sắc như thế này. Đây các bác này. Đấy, một cái dề như thế này. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha. Đấy. Một dề luôn nhá, hoa rất là dài luôn này các bác này. Hoa khá là dài. Cho giò số 21. Đây em có một cái dề này, người ta gọi là một cái dề này, dề kiều mỡ gà này, cái này mỡ gà này, cái này là kiều vàng này. Hai dề bên này là kiều vàng, còn bên này là kiều mỡ gà nhé các bác nhá. Một cái dề kiều mỡ gà với lại kiều vàng như thế này, dân nó thuần lâu rồi nhá các bác nhá. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 300.000 nha. Hay 280.000 đi. 280.000 nha, một cái dề kiều vàng như này. Cho giò số 22. Số 23 này các bác này. Một cái giò này là người ta gọi là cẩm báo nha các bác nha, cẩm báo nha.
một giò đôi 5 cây. 5 cây các bác nha. 5 cây nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 200.000 nha, 200.000 nha. Cho giò số 23. Bác nào thích cái cây lá ngắn này không ạ? Các bác nào thích cây lá ngắn này không ạ? Cái này thì hàng em mới trồng thôi. Như em đã lựa chọn rất là đẹp rồi. Em trồng là 6 cây nha các bác nhé. 6 cây, 6 ngọn. 6 ngọn nha các bác nhé. Như thế này. Mà toàn cây lá ngắn đâu. Đó, như thế này. Bác nào lấy cái giò này nhá. Đây, lá siêu ngắn luôn. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 480.000 nha. 480.000 nha. Toàn là ngắn hết. Cho giò số 25. Đây này các bác này, em mua một cái thời điểm em mua một cái HO. HO nó chỉ ra một bông thôi, nó không ra được nhiều các bác ạ. Mà cái này là ra hoa tự nhiên nha. Hai mầm gốc như thế này nha. Bác nào lấy nhá. Đợt ngày trước là em mua còn đây. Thân nó bé. Bé như thế này thôi. Đấy, mà năm nay nó dài như này. Đấy. Mà còn được có một mầm gốc thôi. Em bán bác, các bác nhá. Bác nào mua giò HO này thì em để cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha. Giò HO như này nha. Không thì em cũng có mỗi giò thôi. Không thì em để em chơi. Cho giò số 26 nha. Đây, số 27 này các bác này. Một cái giò như thế này. Đấy, đẹp chưa? Đấy. Nguyên bản nhá, nguyên bản em đặt vào đây thôi. Để cho nó tốt thôi. Bác nào lấy cái giò 2 cây như thế này em để cho các bác với giá là 500.000 nha, 500.000 nha, 2 cây như này nha. Nguyên bản từ rừng nhá, 500.000. Cho giò số 27. Đây, số 28 này các bác này. Đấy, một cái giò cáo như thế này. Phân nhánh thì tua tủa luôn. Đây. Bác nào lấy cái giò cáo như thế này, một dè luôn đấy ạ. Bác nào lấy nhá, em để cho các bác với giá là 1.500.000 nha, 1.500.000 nha. Đó. Cho giò số nguyên bản đấy nha các bác nhá. 1 đầu, 2 đầu, 3 đầu, 4 đầu, 5 đầu. 5 đầu nha các bác nhá. Cho giò số 28. Đây nha các bác nha. Cái này là 20 mấy thân này. Đấy, một cái giò to như thế này. Đấy, một cái chậu sơn nhá. Xô sơn này. À cái xô này là xô địa lan ấy. Đấy. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 650.000 nha, vì là nó nặng. Cái này phải 200.000 tiền cước á. Đấy. Nên là các bác lấy thì đây, thân nó mập ú luôn. Nó đang sưng nụ đây nha các bác nha, đang sưng nụ rồi. Đấy. Giò này khá là đẹp. 650.000 thôi, em bán 650.000 đây nha các bác nha. Cho giò số 29 nha. Đây nha các bác nha. Một cái giò tròn như thế này. Đây, em treo ở đây này. Quá to luôn nha. Cây khá là to. Đấy. Cái cây này là cây nguyên bản này. Cây to này cây nguyên bản này. Và cái cây giữa này là nguyên bản.
còn đâu là em trồng thêm nha các bác nha. Đấy, một giò như thế này các bác nha. Bác nào lấy cái giò này có hai cây to, còn đây. Đấy. Bác nào lấy cái giò này nhá, em để cho các bác với giá là 800.000 nha, 800.000 nha. Cho giò số 30. Đây số 31 này các bác này. Đấy, ba cây cẩm báo to nhá, ba cây cẩm báo to như thế này nhá. Bác nào lấy cái giò này, ba cây, nó đang chạy rễ hết rồi nhá các bác nhá, đang chạy rễ này. Đấy, em mới trồng thôi, như chạy rễ rồi. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 400.000 nha, 400.000 nha. Đấy, 400.000. Các bác về các bác thả vào một cái chậu gỗ là ok nha. Cứ để như này thả vào là ok nha. 400.000 nha, cho giò số 32. Số 33 này các bác này. Đấy, các bác nha. Một cái giò cẩm báo cây đứng khá là đẹp như luôn. Như thế này. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 300.000 thôi nha. 300.000 thôi. Cái giò này thì 300.000, cây bé hơn. Cho giò số 40. À số 33. Đây bác nào lấy một cái cây chồn như thế này. Đây. Nguyên bản nhá. Các bác nhá. Cây này là em bán 250 rồi nhưng nó lại hôm mẹ nó bị gãy. Nó bị gãy mất cái lá này. Đây. Đấy. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 150.000 nha các bác nhá, hai cây 150.000. Như thế này. Cho giò số 40 34. Đây số 35 này các bác này, một cái giò quế đẹp như thế này. Đấy, cây khá là đẹp luôn nha. Một cái giò quế to như thế này. Đang có nụ đây nha các bác nha, đang có nụ nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 900.000 nha, 900.000 nha. Cái này cao được 60 cm nha, 60 cm nha. Cây khá là nhiều luôn. Hay có một cái cây xếp rụt rịt à. Bác nào về tách ra chậu là cũng ok à. Đó. Cho giò số 36. Đây, số 37. Một cái giò đẹp nha các bác nha. Một cái giò đẹp nha. Khá là nhiều nụ luôn. Như thế này, cây to nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1.100.000 nha, 1.100.000 nha. Khá là to nhá. Đây nhá, các bác nhá. Em trồng từ to đến nhỏ luôn nên là không sợ nó ấy đâu. Cho giò số 37. Số 38 này, cây cũng khá là to này các bác này. Một giò như thế này. Bác nào lấy em để cho các bác với giá là 1.100.000 nữa nha. Đấy, 1.100.000 nha. Cho giò số 39, à 38. Đây, số 39 này các bác này. Đấy, đẹp chưa? Các bác, em trồng cái loạt này thì cũng khá là ok, dễ thì có các bác nhìn đây, đẹp chưa? Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 900.000 nha, 900.000 nha. Cho giò số 38. Số 39 này, một cái giò quế như thế này, đang nụ đây nha các bác nha. Đấy, nụ đây. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 400.000 nha. Các bác nhắn tin ở trên live thì em không biết được là ai đâu ạ. Các bác cứ vào Zalo với lại alo cho em.
thì em mới bán được cho các bác nhá. 400.000 nhá, một cái giò quế như thế này, 400.000. Cho giò số 39. Số 40 này. Lá cáo ở Lai Châu này, các bác, siêu dày luôn. Lá siêu dày nhá các bác nhá. Một giò 3 cây như thế này, em để cho các bác với giá là 350.000 nhá. 350.000 nhá. Cho giò số 40. Số 41 này các bác này, một cái giò này người ta gọi là cái gì nhỉ? Kiều dẹt nha các bác nhá, kiều dẹt nha. Này các bác nhìn mầm này, mầm gốc này, quá nhiều luôn. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 400.000 nha, 400.000 nha, kiều dẹt nha. Cho giò số 41. Số 42 này, một cái giò này người ta gọi là giáng hương đuôi chồn nha các bác nha. 6 cây nha, em bán cái giò này cho các bác với giá là 150.000. 150.000 nha. Cho giò số 42. Số 43 này các bác này, một cái giò kiều này người ta gọi là kiều trắng nha các bác nha, kiều trắng nha. Bác nào lấy cái giò kiều trắng như này em bán cho các bác với giá là 700.000 nha, 700.000 nha. Cho giò số 43. Số 44 này, hai cây quế như hai cây nhạn như thế này. Bác nào lấy hai cây nhạn như thế này em để cho các bác với giá là 180.000 nha, 180.000 nha. Cho giò số 40. Tư. Số 45 này, một cái giò cẩm báo như thế này. Bác nào lấy cái giò cẩm báo như thế này em để 5 cây nhá. Em trồng 5 cây đều nhau hết, rễ đang chạy rồi nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 200.000 nha, 200.000 nha. Cho giò số 45. Số 46 này các bác này, một giò cẩm báo cũng là 5 cây nha các bác nha. 5 cây nha, rễ đang chạy hết này rồi nha. Các bác về chỉ sẵn treo thôi. Em bán giò này cho các bác với giá là 200.000 tiếp nha, cẩm báo nha. Cho giò số 46. Đây các bác này, số 47 này các bác này. Kiều dẹt nha, kiều dẹt đây, mầm gốc nó lên như này mà. Khá là nhiều luôn. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 350.000 nha, 350.000 nha. Giò này thì 350.000 thôi. Đấy. Cho giò số 7 nha. À 47 nha. Số 47 là cũng là số cuối của em nha. Mong được sự ủng hộ của các bác nha. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nha. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu.